đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, làn sóng thứ ba của COVID-19 tàn phá Toronto. Thứ hai, trường học ở Ontario sẽ đóng cửa vô thời hạn. Thứ ba, Canada có thêm 303.000 việc làm trong tháng 3. Thứ tư, tin thị trường bất động sản. Thành đô mua vài năm trước và nhận vào năm 2020 có lợi nhuận cao. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, làn sóng thứ ba của COVID-19 tàn phá thành phố Toronto. Chúng ta có thể dự đoán về làn sóng thứ ba của COVID-19 sẽ tồi tệ hơn. Điều này là do sự lây truyền gia tăng về mức độ nghiêm trọng liên quan đến biến thể B.1.1.7. Bác sĩ De Villa cho biết Toronto có thể có khoảng 2.500 ca COVID-19 mỗi ngày vào cuối tháng 4 nếu tốc độ lây truyền hiện nay không giảm. Với tốc độ lây nhiễm tiếp tục gia tăng trong tháng 4, thành phố có thể có hơn 6.000 ca nhiễm COVID-19 hàng ngày vào tháng 6. Trong đợt thứ hai của đại dịch, kỷ lục cho các trường hợp COVID-19 hàng ngày ở Toronto là 1.642 ca. Theo số liệu được cập nhật vào ngày 8 tháng 4 của thành phố, hơn 17% dân số Toronto đã được tiêm một liều vaccine COVID-19, chỉ có 2.3% đã nhận được cả hai liều. Bác sĩ yêu cầu cả chính quyền tỉnh bang và liên bang ưu tiên và tăng nguồn cung cấp vaccine COVID-19 cho thành phố Toronto. Tin thứ hai, trường học ở Ontario sẽ đóng cửa vô thời hạn. Thủ hiến tỉnh bang ông Ford cùng với Bộ trưởng Giáo dục Ontario đã đưa ra thông báo vào hôm thứ Hai. Học sinh sẽ học online vô thời hạn sau khi tỉnh bang công bố số lượng kỷ lục về COVID-19 và các trường hợp nhập viện. Ông Ford cho biết trường học sẽ chuyển sang học online sau kỳ nghỉ hè vào tháng 4. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi số liệu, số ca nhiễm và số người nhập viện để xác định thời điểm học sinh sẽ trở lại lớp học. Ông Ford cho biết thêm, tôi không muốn gì hơn là có thể mở cửa lại các trường học trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng với tất cả, chúng ta cần làm việc cùng nhau để ngay bây giờ kiểm soát sự lây lan của cộng đồng. Nhà trẻ sẽ vẫn mở cửa trong thời gian trường đóng cửa. Các chương trình trước và sau giờ học sẽ đóng lại. Dịch vụ chăm sóc con của các nhân viên tuyến đầu và nhân viên chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi đi học vẫn mở cửa. Trường học sẽ tạo các điều kiện để cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt và cần có người hỗ trợ thêm để có thể tiếp tục đến trường khi họ không thể tự học online. Tin thứ ba, Canada có thêm 303.000 việc làm trong tháng 3. Nền kinh tế Canada đã tăng 303.000 việc làm trong tháng 3. Trong đó có mức gia tăng trong cả những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các biện pháp hạn chế y tế cộng đồng. Theo số liệu do cơ quan thống kê Canada công bố hôm 9 tháng 4 năm 2021, trong tháng 3 có thêm 95.000 việc làm bán lẻ khôi phục trọn vẹn số việc làm bị mất đi trong các đợt lockdown hồi tháng 1. Và thêm 21.000 việc làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và khách sạn. Số liệu được công bố sáng 9 tháng 4 cao hơn mức tăng 259.000 việc làm vào tháng 2 và thời điểm đó cũng cao hơn dự đoán. Mức tăng tháng 3 khiến số việc làm chỉ còn kém 296.000 so với mức trước đại dịch COVID-19 vào tháng 2 năm 2020, tức khoảng 1.5% trước đại dịch. Nhờ đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống tới mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch, chỉ còn 7.5% trong tháng 3 từ mức 8.2% hồi tháng 2 năm nay. Số liệu thống kê việc làm được công bố chỉ hơn một tuần trước khi chính phủ đảng tự do liên bang công bố về ngân sách. Trong đó có việc làm dự kiến sẽ được dùng làm thước đo cho các biện pháp kích thích kinh tế đã được lên kế hoạch. Tin thứ tư, tin thị trường bất động sản. Condo mua vài năm trước đây và nhận vào năm 2020 có lợi nhuận cao. Trong khi thị trường nhà ở thấp tầng của Toronto đang được nhiều người tìm kiếm trên tất cả các khu vực trong thời điểm đại dịch COVID-19 xảy ra, thì thị trường condo đã phục hồi sau nhiều tháng suy giảm. Nói một cách đơn giản rằng, khi giá nhà độc lập tiếp tục tăng chóng mặt, condo sẽ trở nên là sự lựa chọn hợp lý ở Toronto, thành phố lớn nhất của Canada. Để hiểu rõ hơn về thị trường này, các nhà kinh tế đã phân tích và có cách nhìn rõ hơn về thị trường condo trong vùng GT.
FDA. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, trong khi nhu cầu mua nhà trong vùng GTA vẫn mạnh, trong những năm gần đây thị trường cho thuê cũng đã tăng cao với số condo chiếm 90% lợi nhuận ròng. Năm ngoái, các nhà đầu tư đã có kỷ lục gần 9.000 condo cho thuê trong vùng GTA, khoảng 1/3 tổng số đơn vị cho thuê là những condo được mua vài năm trước đó và nhận condo trong năm 2020. Ngoài ra, khoảng 10% người mua condo resale dạng đầu tư cho thuê. Theo báo cáo cho biết, với sự gia tăng trưởng nguồn cung condo cho thuê phần lớn từ những condo mới xây, các nhà đầu tư condo đã sở hữu vào năm 2020 với giá trị tăng khoảng 40% đối với condo của họ. Hơn nữa, giá thời điểm mua cách đây vài năm tương đối thấp và lãi suất thấp kỷ lục đã khiến các nhà đầu tư có thêm khoản tiền dư mỗi tháng. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của Chim Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách được khoe hồng cho Chim Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.